Minh Tấn, hiện ở đây là xã Long Thạnh, công nghiệp Kiên Giang. Tôi có xài thứ thuốc trị cỏ chắc lau vô là thuốc là ba xe găng của Bát cộng hòa Liên bang Đức, xịt rất là hay. Lúa tôi hổm là 55 ngày tôi xịt nè, chết. À, anh phun liều bao nhiêu anh? Anh xin phun liều là 150 cc, bình 25 lít. Dạ. Phun liều ướt trên gốc cỏ. Anh thấy đánh giá về ba sa răng như thế nào so với lúa anh? Cái này là rất là hiệu quả, mà lúa thì không có bị hại thì tại gì hết, rất là tốt. Dạ. Tôi rất là tâm đắc cái loại cỏ thuốc đây. Dạ. Rồi em cũng xin cảm ơn anh. Dạ.